mình là hiệp sĩ trắng xa đọa lâu. Răng lại như rửa vào đây để đẹp trai. Nó phải linh tinh, nó phải lo. Thế mà cứ tưởng vì đây toàn người xinh. Thôi vào đi vào thôi bố. Cắt gội uốn nhuộm và xây xong cho đầu bạc vàng thề. Ơ sao mày bất ngờ à, bạc trông thế này mà còn thành niên đấy. Thôi bố à, về nhà không hay à, đúng. Các cháu nó nhìn lai bao ăn chơi. Này bác Túc có nhà không? Ai gọi đấy, em có nhà. Thằng cu sướng xem ai vào. Ông nội ơi, có khách xóm. Ông đã xịt chó hay chưa? Con tổ nó chết lâu rồi, nhà em nay chỉ nuôi gà. Con tổ già quá cho nên nó đi. Giờ tôi có chiếc bằng khen, xin được trao cho gia đình vì chịu khó đi bắt trộm. Gia đình em xin đã tạ. Cảm ơn hai bố con. Không có gì à? Qua bắt hai tên trộm đánh nhau cứ như phim tàu. Đây danh hiệp sĩ của ông rất to. Thôi mình lùi ra cho anh con luyện thay nhớ công lực phụt xa. Em lại vắng vào nhà, chắc con nhà ta gắng công luyện tập cho xứng danh con cháu tiên rồng. Ôi giời ơi mình ơi, nghề hiệp sĩ nhiều hiểm nguy. Em lo, em lo lắm mình. Không phải lo. Rồi anh có mình nghề gì. Con ta bơ vơ suốt đời. Thôi anh cứ lái xe lo cho miếng cơm. Con muốn làm hiệp sĩ như là ông và bốn người sẽ đi kiếm tôn nuôi cho nó ăn nó học, không cho theo cay con đường này. Ôi làng ơi, ôi thầy mà ơi, nó giặt đồ của tao hai cây vàng. Xin chào tất cả mọi người, chúng tôi đã đồng hành với 30 sai trong 3 sản phẩm, đó là quăng cả cái xô, đó là ngày nhập ngũ 1 và bây giờ là ngày nhập ngũ phần 2. Khi chúng tôi tìm đến 30 Sai thì thực sự để mà nói 30 Sai là một địa chỉ rất là uy tín với những nghệ sĩ. Thế đâm ra khi chúng tôi đặt cái sinh mệnh của mình vào một cái nhãn hàng tốt thì chúng tôi cảm thấy rất là yên tâm. Và bây giờ 30 Sai với cá nhân tôi thì nó giống như là một người bạn. Bạn anh? Người bạn để đồng hành với mình, để cho mình một cái sự gọi là đẹp trai à. Và anh em chúng tôi bây giờ đã yên tâm hơn khi có 30 Sai. Bình thường cứ phải lo là bị diễn hài xấu à. Nhưng bây giờ thì nhìn đi, anh em chúng tôi đã có một diện mạo hoàn toàn khác, một rất giao là diện hoàn toàn mới, đó là sự đẹp trai. Phải lấy lại môn đồ cho người ta.